Xin chào quý cô chú, anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay Gia Bảo xin gửi đến quý cô chú, anh chị em và các bạn một video về Sài Gòn gia đình những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2024. Gia Bảo đang đi trên con đường Chu Văn An ra Phan Văn Trị. Trước năm 1975 thì đây là xã Bình Hòa thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Sau năm 1975, khi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp quản đô thành Sài Gòn, thì xã Bình Hòa và xã Thành Mỹ Tây được tách ra khỏi quận Gò Vấp, trở thành quận Bình Hòa trực thuộc thành phố Sài Gòn Gia Định. Năm 1976, thì một lần nữa, quận Bình Hòa và quận Thành Mỹ Tây được sáp nhập thành quận Bình Thạnh, gồm 28 phường và được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Và ngày 2 tháng 7 năm 1976 thì tên gọi Sài Gòn Gia Định chính thức bị xóa sổ và được thay thế bằng tên gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Gần 50 năm trôi qua, nhiều người ở miền Nam đến đây vẫn quen gọi với tên gọi thân thương là Sài Gòn Gia Định. Với Gia Bảo thì hơn 20 năm xa quê hương, hôm nay trở lại nơi đây thì cảnh trí vẫn không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có người đông hơn xưa. Hơn 20 năm trước, Gia Bảo còn ở khu ngã năm Bình Hòa này, thì người dân ở đây vắng lắm thưa quý vị. 7-8 giờ tối là xe đã vắng rồi, không có đông xe như bây giờ. Mỗi cuối tuần đến, hay có những đoàn ca nhạc biểu diễn ở những bãi đất trống, lội bộ đi xem đến 11-12 giờ khuya mới về. Có khi đi dạo quanh Thanh Đa ngắm sông ăn ốc nè, rồi dạo vòng vòng trung tâm Sài Gòn, rồi ra tới công viên Hoàng Văn Thụ xem Ngọc Sơn diễn nữa. Thời trước năm 2000 là cái thời vàng son của nhạc sến. Lúc đó Chế Thanh, Ngọc Sơn là những cái tên nổi tiếng lắm thưa quý vị, hay diễn ở công viên Hoàng Văn Thụ mỗi tối cuối tuần. Cứ ra công viên ăn khô mực nướng rồi chờ xem Ngọc Sơn hát. Vì hồi đó điện thoại thông minh không có nên những khoảnh khắc của thời đó vui hơn bây giờ nhiều. Bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, không khí của thời đó dường như là không còn nữa. Bây giờ hiện đại, điện thoại smartphone ra đời, cần gì bấm cũng có trên mạng hết. Không phải đi mua băng đĩa về xem, thậm chí là trong nhà mỗi người mỗi cái điện thoại, mạnh ai nấy bấm, nhiều khi người trong nhà cũng ít nói chuyện với nhau. Vậy nên bây giờ không khí quây quần đầm ấm trong gia đình không còn vui như ngày trước nữa. Đôi lúc chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa và mình muốn trở về thời đó ghê. Sau năm 2010 thì mọi thứ dần thư đi và trở nên nhàm chán, từ những không khí Tết, Noel, cả về nghệ thuật âm nhạc v.v. cũng không còn được hay và ý nghĩa như những năm trước 2010. Những bài nhạc vàng, nhạc trữ tình, tiền chiến, những bài nhạc trẻ vào những năm trước 2010 vẫn là những bài nhạc được nghe nhiều nhất, nghe hoài không thấy chán. Mấy bài hát sau này thật sự là nghe không có lưu luyến và để lại dư âm gì cho người nghe như những bài nhạc vàng trước năm 1975.
Gia Bảo đang đi trên con đường nơi Trăng Long hướng về bệnh viện gia đình. Con đường này cũng là một trong những con đường chính huyết mạch của quận Bình Thạnh. Đường nơi Trăng Long này là đoạn dẫn ra đường Chi Lăng, nay gọi là đường Phan Đăng Lưu, khúc Lăng Ông Bà Triệu đó thưa quý vị. Video hôm nay Gia Bảo gửi đến với cô chú, anh chị em và các bạn khu Sài Gòn Gia Định. Chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Sài Gòn Gia Định xưa và nay. Video hôm nay đến đây cũng hết rồi. Xin hẹn gặp lại với cô chú, anh chị em và các bạn trong những video lần sau. Quý cô chú, anh chị em và các bạn đừng quên ấn đăng ký, chia sẻ và like video cho Gia Bảo. Xin thân ái, chào tạm biệt.